Trời ơi, cái hành động nó xấu dã man. Ê, hai người này ăn dễ chứ ăn tô. Làm cái nữa là hết ly luôn á. Mày rút một cái rột. Hết rồi. Dạ thiệt. Tên bây giờ mình tiếp tục đi uống cà phê. Đây một quán cà phê rất là dễ thương. Để xem cà phê ở Nhật như thế nào nha. Mình thì cũng lần đầu tiên đi cà phê ở Nhật, cà phê ở Nhật đấy các bạn. Bây giờ là tăng 2. Mình vẫn tiếp tục. Cái ly hôm bữa mình uống nó cà phê nha, tôi coi là vị đi luôn. Thì nó giống như cái gói cà phê. Em đặt không nói. Rồi quán là người ta sẽ cho cái khăn rất là ấm. Và đây là menu. Chụp cái này cái gì nè? Cà phê. Kem cà phê đó. Vừa chị ăn với bạn ngon. Gói này nè. Gói ngon. Ngon. Con gói này nè. Ngon. Mít lít. Trời ơi, chị Xuân nhìn cái này. Nhỏ xíu luôn á. Mì. Mì. Con này. Mì này nó ít chì bộ đấy. Hay. Nên mì ra này đấy cơ. ソフトとかミルクとか。あとに何だろう。ミルク。コショウ。コショウ。うん？ミルクです。ミルク。ミルクだけ。あ、これ一緒いいですか？これはあれトッピングするんですね、ここ。ミルクとソフトと。全部。で全部だとここの値段。はい。どっちにします？全部です。ないだけないだけないだ。Nếu mà thôi. Hai cái thì là cái này đúng không? Ừ. Nhưng mà em muốn kem. Thì đó, dêm bự đó. Là chị muốn có một cái này không? Có. Rồi thì dêm bự là cái này. Thì cái này không có hả? Không, này không có luôn. Chị đã bảo thôi à? À, gửi mình là xe. À, có đây. Ý à? Có đây ý đi. Có chị nó mua đây ý đi. Sô phô tô. Mì lục nó sẽ để. Mì đi đi. Hai. ミルクコーヒーカフェオーレ何ですか？あ、ミルク、あ、これいっぱい。カフェオーレだと牛乳が少ない。ミルクコーヒーだと牛乳が多い。牛乳が多い。に、カフェオーレだと。カフェオーレだとミルクが牛乳が少なめ。うん。で、ミルクコーヒーだと牛乳が多い。あ、ミルクコーヒーだ。じゃあ。はい。で。ミルクコーヒーで、はい、あったかいのでいい？あったかいです。はい、じゃあミルクコーヒーでね。はい。はい、以上でいいですか？はい、はい、お願いします。何かもしれんメニュー。あれ、結構バンだね、もう。Cái gì nãy mình kêu chưa được. Kêu cái gì? Cái ly đó. Ly nào? Cái ly giống như cacao đó. Tôi lỡ được không? Là cái gì mà ly á? Cái tên ly nè. Tự là kêu chị ra kêu. Được 20 à. Kiểu giống như cái tay. Cái này được rồi.
Đi cà tùy lên. Mình đổ thì không có ly ngon quá mẹ. Không đổ đâu. Chị mới chờ. Không đổ cho bịch đậu phộng nữa. Wow. Kìa, trời chết ơi mẹ, vừa mới ăn một cái tô vậy rồi ra thế này. Trời ơi. Có nhìn thẳng vào màn hình để nói câu để nói câu không? Chị chụp hình cho em. Đụng nhau không? Wow. Chị đang quay em. Thấy vậy chứ không phải vậy. Còn đẹp, còn đẹp. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Nó là một cả một quá trình. Quay từ từ đi, họ quay qua bên đó rồi. Đây là ly Milo. Đó là sao mà có Milo? Ủa, cái này nó cũng họ đó. Không phải Milo, Milo nó khác. Cacao kem. Còn đây là cà phê không đường. Cà phê không đường như từ bỏ đường. Cà phê không đường. Không phải cà phê không đường, cà phê tự bỏ đường. Đây. Trời ơi, sợ mấy có cái cục này to lắm. Bên này cà phê người ta chắc là do mình gọi loại khác nên là nó khác hơn Việt Nam. Mau nồi nhạt hơn. Nhưng mà bỏ đường vào thì uống cũng được, không bằng Việt Nam. quay chị cái. Đâu vậy? Để ra nè. Trời ơi, phát hiện biết tiếp. Ở phía dưới nó có ấy nha các bạn, nó có bí hiểm đây, nó cũng rất đẹp. Nãy giờ tưởng đâu thạch, nó khác gì cam, tưởng đâu thạch cacao. Nhưng mà thực chất thì cà phê bên này nó cũng đầm vì cà phê bằng Việt Nam, Việt Nam nên uống cái nào là nó chất cái đó. Còn cà phê là nghe mùi. Quay không đẹp. Dạ. Trời trời, để đôi. Người ta không đẹp mình, nhưng mà nó đẹp người ta đẹp. Ghê hả? Chị không biết mình đi, mình sợ mình chụp một bức hình. Chị đúng mà. Chị đường dễ đi mà. Với lại bà biết cái đường ở đây nữa. Cái gì? Được kia hả? Ừ. Có màu đỏ mà giấu không nhỏ. Ủa nó hay bị tay thì đi. Chị màu hồng mà. Chị nói màu hồng. Chên cà phê đó. Đi uống cà phê đó. Là dơ cái rồi đó. Này là chùa hen chứ không phải là hết. Là không uống là ế đâu. Chùa là chùa. Chưa đi ăn uống gì ta. Uống cà phê là cái làm gì chứ. Trời ơi, trời mới chỉ cà phê thôi. Tại vì cà phê chứ đâu phải uống cà phê. Đâu, ta điên lắm. Cái cà phê này người ta có cho uống cà phê. Bà này là cà phê không có. Chị không ăn uống cà phê. Chị ăn bánh mà. Uống được cà phê là một. Chính là ăn cửa. Bạn là vui đẹp tiền. Đây là thanh niên chùa một miếng. Tầm nói vậy chứ bây giờ 7 rưỡi rồi. Đang quay nói chuyện thiệt chứ. Đi chăng như mất gì vậy chứ. Ừ. Quá trời. Đồng hồ đi không?
dữ có lớn nó thành đồng hồ chứ đồng hồ hơn không có đeo đồng hồ ba ba nữa chứ đeo đồng hồ ba ba là không có suy nghĩ luôn ấy chứ đồng hồ này không ai có nghiệp quá chắc thiệt đó tao nói gì tao nói gì vậy tao nói gì xong á bây giờ tao bị đau bụng ngồi chết nhìn sang phải chứ không chạy được chứ bố rồi chạy không biết gì hết không chạy như đồng hồ công ty lâu chạy 5 phút lâu chạy 5 phút sửa hoài mà nó vẫn kể mà chán rồi 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 lại nghe bạn là vừa nãy ngay ngay bị nặng nên chút quay cái cùng một lời gì thế vừa thì là nói là vậy mà thì là nó tin nó tức là nó nhắn lên 24 giờ nó nhắn lên mẹ mẹ Mỹ đó dài lắm luôn đi đêm phát năm trên năm tháng đêm nó người không nhưng mà tháng nào vậy luôn thì tại để kỳ giờ mình là 24 giờ nhưng mà cái giờ nó cái chút quay của nó nhắn lên nó bị không còn 24 giờ đúng rồi nó không có 24 giờ mà xuống 33:30 ba người đó ba người về đâu một nhất một giây một phút một giây thôi một không giây chết ở một giây vậy là 39 chết tại 99 nhưng phải là 9 đồng còn nhà khảo cáo học không rồi trời giờ ban cái này mình đưa lên cãi mà người ta sai người ta quên nhau ai đó vậy tôi là đứa không quá như thế đi tìm nhà khảo cáo học luôn chết rồi đừng nhưng mà ông nãy hôm bữa là mình đọc trên mạng á nha giống không biết gì đâu nha em cũng đâu có nói không nhưng mẹ đọc trên tin tức 24 giờ nha. Ừ thì tin tin nung nung ít đó chứ đâu. Tất cả những nãy giờ là trên mạng nha. Còn còn các còn còn các bạn hiện tại đang nghe đó là trên Sung Phong Valley. Chính mình thì chưa biết nha. Từ từ cái cuối cùng bà sợ luôn á chứ dạ nãy giờ lên nói chuyện hút mình hết rồi cái bánh không cái bàn nữa nhưng mà ngồi đi bên lại tối giờ đứng dậy rồi bỏ miếng ngủ giờ chị múc á không múc như vậy mà chị múc sao vậy gì nè chị múc là vậy đâu tao lấy đi chứ mẹ nó không cái này tao đó tao lấy nó ngủ buồn ghê quán cà phê Việt Nam mà quýt bài rồi luôn được tôi nói là về đi cười nó cũng cười em làm quá đi chẳng lo cho nó trời ơi đụng không phải thôi nói chung là mấy người hôm bữa nó mình không sợ em chị ấy ở đây là nói chuyện nhỏ xíu hai ba bà ở đây là cũng sợ luôn nhưng mà cũng chắc như kia nó là không phải là em mà em nghĩ thì cũng cà phê tối được luôn. Cái bánh này là dùng ở đây nó đáp vô mặt là con nó nhán ngay chỗ đó. Quyết tâm ngon quá. Quyết tâm kem lặn bao nhiêu cũng không hết, không đủ sạch không cần đâu. Tiểu nhị hút lên chị hút lên. Tiểu nhị cho thêm ly hết rồi lấy gì còn ngồi nhìn ba mẩy không được cái nữa hết ly luôn á.
mày rút một cái rột. Hết rồi. Giá thiệt. Trời ơi, cái hành động nó xấu dã man. Ê, hai người này ăn dễ với ăn tô. Ngon thiệt. Người ta ngon thiệt mà. Ngưỡng đâu ngưỡng. Ngon không? Ngon. Ngon. Nhìn, nhìn thẳng. Nhìn thẳng vào camera trở lại thật. Ngon lắm. Ngon. Ngon. Ngon lắm. Ngon nhất là cái ly đó. Dạ, nó xem cái ly đó ngon rồi đó. Mọi người chị cũng thử. Thôi sáng nhầu sùm lùm mày ngủ không tao. Ủa chị có kém, tí nói kém rồi chị kêu khuyến khích bột vào là được kém như nhiều. Cacao gì nữa. Cacao đây nó có con kém nữa. Mật ong nữa. Mật ong thêm bọn nó dễ quá em. Tí để nó đi, chút từ từ. Khi nào gần về uống uống xong để đi luôn chứ. Ở đây đi nữa hai đứa kỳ lắm. Cho chị ơi, ăn gì lại. Dạ. Dạ. Cũng ly kết thúc nha mọi người. Về nha. Kiểu giống vậy á, nhưng mà quán đằng kia kìa. Ừ, 3 cent mấy, 2 cent mấy à. Ê, 2 cent mấy gần 3 cent.